Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như mỗi ngày thì như thường lệ, chúng ta vẫn có một cái chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề xung quanh chúng ta. Và chương trình này đáng lý được phát trực tiếp trên Facebook và được phát lại trên YouTube. Tuy nhiên bên Facebook của Phong đang có trở ngại về livestream, đành phát lại trên YouTube mà thôi. Quý vị, trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay, một vấn đề rất nghiêm trọng đối với lại chúng ta đang sinh sống tại Hoa Kỳ, nói chung là người dân Hoa Kỳ. Và nói riêng với cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại đây. Quý vị, hai bản tin mà tôi có cho thấy rằng là có cái sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng được xem là thiên tả phản chiến đang tìm cách gọi là kích động các cái cuộc bạo loạn tại Hoa Kỳ. Và trong đó quý vị, các cuộc biểu tình ở trong các trường đại học lớn từ Columbia cho tới UCLA và trải qua một số những trường đại học khác đã diễn ra trong mấy ngày qua, quý vị đã biết. Và trong một cái bài viết trên đài truyền hình Newsmax cho thấy là đây là cái phong trào phản chiến lớn nhất kể từ thời chiến tranh Việt Nam. Có thể nói là lớn hơn cả cái phong trào phản chiến từ năm 2003 khi mà Bush con đưa quân tấn công vào Iraq để lật đổ chế độ Saddam Hussein. Thì cái phong trào phản chiến này bùng phát mạnh mẽ ở tất cả các trường đại học ở khắp nơi. Tuy nhiên chưa đủ. Bởi vì quý vị, ngày hôm nay họ đã bị đàn áp. Chúng ta lướt qua bản tin trước đi quý vị. Là các cuộc biểu tình trong các khuôn viên trường học, cái mức độ là chưa bao giờ tôi thấy từ thời chiến tranh Việt Nam. Đây là cái tựa ở trên đài truyền hình Newsmax TV. Việc đối đầu giữa các giới chức quản trị của trường học và những kẻ ủng hộ cho Palestine biểu tình đã diễn ra tới ngày thứ ba, và trong đó trên toàn Hoa Kỳ. Và nó được xem là cuộc bất ổn chưa từng có kể từ thời chiến tranh Việt Nam. Và hàng chục kẻ đã bị bắt giữ vào ngày thứ hai giữa lúc mà các sinh viên và những tổ chức thành lập những cái cắm trại trong các trường đại học và chiếm những tòa building của chính phủ, đòi hỏi là phải rút tất cả nguồn đầu tư của họ ra khỏi Do Thái và những cuộc chiến chống lại nhóm Hồi giáo Hamas ở tại dải Gaza. Đây được xem là cái bài viết khá dài và nói về cái cuộc biểu tình của các sinh viên. Và những sinh viên này là những người trẻ đã bị kích động bởi những kẻ gọi là đi theo chủ nghĩa bài Do Thái. Thì quý vị, trên bản tin thì tôi đã đưa tin cho quý vị rất nhiều. Nhưng một bản tin mà tôi cho rằng rất quan trọng với cộng đồng Việt Nam và nó nằm trong cái kịch bản của đám thiên tả này luôn. Quý vị, ngày hôm qua là ngày 30 tháng 4, ngày đánh dấu sự đau buồn của hàng triệu người Mỹ gốc Việt ở tại Hoa Kỳ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Đây là một cái ngày mà Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam và là một cái ngày chúng ta gọi là ngày quốc hận. Tuy nhiên quý vị, thành phần phản chiến này đã cố tình kích động bằng cách là khiêu khích cộng đồng chúng ta. Họ chọn đúng ngày 30 tháng 4 để vinh danh gọi là ngày Jane Fonda Day. Quý vị, Jane Fonda tức là cô đào phản chiến đã có cái giao du với Cộng sản Việt Nam Bắc Việt trong thời chiến tranh Việt Nam. Và bà ta đã có những cái hoạt động về cái gọi là môi trường. Thì quý vị, bây giờ thì họ lại, những cái thành phần phản chiến là bắt đầu tìm cách khiêu khích bằng cách là Jane Fonda Day đã được loan báo tại quận Los Angeles và bà ta giải quyết cái gọi là khủng hoảng về môi trường. Quý vị, Jane Fonda Day đã được tuyên bố tại LA và bà ta đã thúc đẩy những hành động về vấn đề khủng hoảng môi trường. Trong đó thì thành phố Los Angeles và xin lỗi quý vị, cái hội đồng quản trị của cái County, tức là cái quận Los Angeles, trong ngày thứ ba đã ngày 30 tây tháng 4 năm 2024 đã gọi ngày này là ngày Jane Fonda Day và thừa nhận cái hoạt động của bà nội này về cái tình trạng và môi trường hòa bình và những vấn đề công lý liên quan tới quyền phụ nữ. Năm nay 86 tuổi, bà này đã được vinh danh ở cái địa hạt số 3 của cái hội đồng quản trị của cái quận Los Angeles và người đưa ra cái điều này là Lindsay Horvath trong cái việc mà vinh danh bà ta. Thì quý vị, đây là một trong những cái hành động mới nhất mà phía của quận Los Angeles đã đưa ra. Và quý vị, tôi đã từng nói với quý vị, cái phong trào phản chiến này nó gây dựng thế lực cho lực lượng thiên tả từ chiến tranh Việt Nam. Và bây giờ quý vị, trước mùa bầu cử năm 2024 và với cái mức ủng hộ cho ông Trump và bên đảng Cộng Hòa cao hơn so với lại Joe Biden,
thì quý vị, đảng Dân Chủ đang vẫn tìm cách gây bất ổn. Gây bất ổn để mà tạo ra những cuộc bạo động. Thì quý vị, đây là một trong những cái cách thức mà đảng Dân Chủ đã làm. Thì trong cái cách thức này thì đảng Dân Chủ đã dùng đủ mọi cách. Thứ nhất là họ sử dụng cuộc chiến của Do Thái và Hamas, những sinh viên ủng hộ cho Palestine. Nhưng mà cuối cùng là đa số những kẻ kích động lại là những kẻ đi theo chủ nghĩa bài Do Thái. Thì quý vị đã nhìn thấy trong mấy ngày qua trong các trường đại học, dường như là họ thấy phản ứng của công chúng không mạnh lắm. Tại vì mỗi một trường đại học chỉ có khoảng chừng 100-200 người đi biểu tình thôi. Và chiếm giữ và gây ra tình trạng khiêu khích thôi. Mà một cái trường đại học như vậy, tôi nói quý vị là hàng ngàn người. Và có vẻ như là giới truyền thông của Hoa Kỳ đang tìm cách bơm lên các cái cuộc biểu tình này, nhưng không thành công. Bởi vì thứ nhất là cái sự phản đối mạnh mẽ của các dân cử ở tại liên bang. Và thứ hai là sự thẳng tay của các trường đại học thuộc các tiểu bang Red State như là ở Ohio hoặc là ở Austin đã thành công. Và dẫn tới ngày hôm nay thì trường đại học Columbia là phải nhờ tới lực lượng cảnh sát LYPD để trục xuất tất cả những kẻ chiếm giữ bất hợp pháp này ra khỏi trường học. Và ở tại LA, tức là tại Los Angeles đó quý vị, thì đám sinh viên này đã đụng độ với cảnh sát. Tuy nhiên thì cái mức độ đụng độ này nó cũng mang tính chất cục bộ, nó không phải là trên toàn quốc. Nhưng đây là cách khơi lửa của đảng Dân Chủ. Bên cạnh đó quý vị, họ muốn khiêu khích ở những cái mảng khác và khơi dậy cái phong trào anti-war vốn đã làm cho họ thành công trong chiến tranh Việt Nam. Quý vị còn nhớ cái phong trào anti-war, tức là phong trào phản chiến xuất phát từ trường đại học UC Berkeley, lan rộng lên toàn quốc Hoa Kỳ trong thời chiến tranh Việt Nam và dẫn tới sự đắc cử chức thượng nghị sĩ của Joe Biden năm 1972. Chuyện này tôi đã có nhắc cho quý vị rồi. Thì quý vị, cái phong trào phản chiến thành công nhất của họ là cái giai đoạn chiến tranh Việt Nam. Thời Bush con, họ cũng khuấy động lại cái phong trào phản chiến nhưng không thành công. Năm 2003, khi mà Bush con đưa quân tấn công vào Iraq để lật đổ chế độ Saddam Hussein, nó kích động trên toàn thế giới. Phong trào phản chiến đã mọc trên toàn thế giới, nhưng không tác động được người dân Hoa Kỳ. Lý do là bởi vì mới có 2 năm sau cái biến cố ngày 9/11, tức là năm 2001 đó quý vị, thì cái biến cố mà khủng bố này nó vẫn còn nằm nặng trong tâm trí của người dân Hoa Kỳ. Do đó, tất cả những quyết định của ông Bush con đều là để ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố, nó xuất phát từ Trung Đông. Do đó quý vị, đám phản chiến này đã không thành công trong năm 2003 và 2004, dẫn tới ông Bush con vẫn thắng cử năm 2004. Tuy nhiên thì sau cái biến cố George Floyd năm 2020, nó thấy rằng là cái việc mà cần có một cái cuộc bất ổn xã hội, khuấy động bạo động ở khắp nơi để giành chiến thắng, nó đang kích động. Nhưng cái vấn đề trắng đen đã không thành công, tức là những cái cuộc biểu tình của da trắng và da đen đã không thành công. Tức là cái phần gọi là phân biệt chủng tộc đó quý vị, tôi đã từng nói với quý vị. Bây giờ thì nó lợi dụng các cuộc chiến kích động để gây dựng lại cái phong trào phản chiến nhằm mục tiêu là cho cái mục tiêu bầu cử năm 2024 tháng 11 sắp tới đây. Và quý vị, chưa đủ, nó còn khiêu khích cộng đồng. Ok, Jane Fonda là một kẻ phản chiến. Và trong những năm tháng về sau này, bà ta hoạt động trong cái vấn đề gọi là môi trường. Chọn ngày khác được mà. Nó chọn ngày khác để vinh danh Jane Fonda cũng được mà. Đâu có liên quan gì tới chúng ta. Nhưng nó chọn đúng ngày 30 tháng 4 là cái ngày sụp đổ của Sài Gòn để nó vinh danh Jane Fonda với danh nghĩa là nhà hoạt động cho môi trường, công lý xã hội và quyền phụ nữ v.v. Thì quý vị, rõ ràng là nó đang kích động, tại vì nó sẽ chọc vào cái sự phẫn nộ của cộng đồng người Việt, nhất là tại Los Angeles. Quận Los Angeles có cả 100.000 người Việt sinh sống tại đây. Và hôm nay tôi đã gửi một cái text ra cho tất cả những dân cử ở quận Cam. Tất cả những dân cử, tôi đặt câu hỏi, tại sao quý vị không lên tiếng? Đây là cái hành động nó tát vào mặt của mình, nó tát vào mặt của những cựu chiến binh đã từng tham chiến tại Việt Nam. Và những đồng đội của họ đã hy sinh trong chiến trường Việt Nam, trên 58.000 binh sĩ Hoa Kỳ. Đây là hành động tát vào mặt của tất cả những người này và kể cả cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại đây. Nhưng mà các dân cử gốc Việt lại không lên tiếng khi tin tức này nó tràn ngập ở miền Nam California.
từ những cái đài ABC cho tới NBC cho tới kêu này, đồng loạt nó đăng hết tất cả những cái tin này. Mà tất cả đều im lặng. Ngày 30 tháng 4 là ngày sụp đổ, ngày đau buồn của người Mỹ gốc Việt. Nó trở thành ngày Jane Fonda Day. Cô đào phản chiến, kẻ đâm sau lưng tất cả những binh sĩ Hoa Kỳ và đồng minh. Quý vị, đây là nằm trong cái ngữ cảnh mà tôi nói rằng là nó chuẩn bị cho cái mùa bầu cử năm 2024. Nhưng đồng thời quý vị, nó cũng dùng cái này, và cái này tôi chắc chắn rằng có bàn tay của Cộng sản. Sao không chọn ngày khác? Chọn đúng ngày 30 tháng 4 để làm cái ngày vinh danh đối với lại Jane Fonda, cô đào phản chiến, kẻ đã làm cho cái miền Nam bị thất thủ trong tay của Cộng sản. Thì quý vị thấy là cái phong trào phản chiến ở cuối thập niên 60 qua tới thập niên 70 dẫn tới hậu quả chính Joe Biden là kẻ đã đệ trình và đồng tác giả trong cái luật cắt đi 400 triệu Mỹ Kim hỗ trợ quân sự cho miền Nam Việt Nam. Và dẫn tới kết quả của năm 1975, Jane Fonda là một trong những thủ phạm. Jane Fonda, Ted Turner, cho tới Joe Biden, John Kerry, kể cả John McCain, là những kẻ đã khiến cho chúng ta bị thất thủ. Và ngày hôm nay quý vị, nó đưa cái này lên, rõ ràng nó đang khiêu khích cộng đồng. Nó đang khiêu khích cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Và tôi đang chờ cái phản ứng của các dân cử gốc Việt ở tại California, nơi được xem là có đông đảo dân cử gốc Việt nhất từ Bắc California xuống tới Nam California. Quý vị đã lên tiếng chưa? Và bên cạnh đó thì tôi cũng đã test ra cho tất cả anh em YouTuber bảo thủ ở khắp nơi để chờ đợi cái phản ứng của tất cả mọi người. Lần này nếu chúng ta không phản ứng thì coi như là cái tư thế chúng ta không còn nữa. Nó đạp vào nhà, nó quăng cức vào nhà, nó đạp lên đầu chúng ta luôn. Nếu chúng ta không đồng loạt phản ứng, ở California có tới gần 1 triệu người Việt lận quý vị. Và trong đó đa số tất cả đều là những người Việt tị nạn Cộng sản bằng bất cứ hình thức nào, từ di tản, vượt biên cho tới chương trình HO. Hôm nay họ tát vào mặt chúng ta. Chúng ta sẽ phải làm gì? Quận Los Angeles. Và chính một trong những giám sát viên của quận Los Angeles đã đề nghị và đã vinh danh Jane Fonda chọn đúng ngày 30 tháng 4. Quý vị, Los Angeles là nơi đang có gần cả 100.000 người Việt sinh sống khắp quận Los Angeles, từ Rosemead cho tới thành phố Los Angeles, cho tới Monterey Park và kể cả Diamond Bar. Rất đông người Việt sinh sống tại đây. Và ngay cả Los Angeles, cách Los Angeles nửa tiếng đồng hồ, quận Cam, chúng ta có gần 200.000 người Việt ở đây. Chưa kể những cái vùng phụ cận là Riverside, San Bernardino. Chúng ta có hơn nửa triệu người Mỹ gốc Việt ở Nam California. Cộng thêm mấy trăm ngàn người ở Bắc California. Không có một ai phản ứng hết. Khi cái tin tức này ra. So, quý vị, chúng ta sẽ phải làm gì? Nếu lần này không phản ứng, nhất là trong mùa bầu cử năm nay. Nếu không phản ứng thì lá phiếu chúng ta không còn giá trị. Lá phiếu của chúng ta đã không còn giá trị. Đây là thành phần phản chiến cực tả. Nó đang phối hợp để nó khuấy động trong cái mùa bầu cử năm 2024 này. Và giống như tôi nói quý vị, nó đang tìm cách kích động lại cái phong trào phản chiến. Nếu những ai mà nhìn tới cái lịch sử của nước Mỹ, phong trào phản chiến của cuối thập niên 60 bước qua thập niên 70, nó đã tàn phá nước Mỹ như thế nào? Nó tàn phá nước Mỹ như thế nào quý vị đã thấy? Và nó đã tàn phá luôn cả miền Nam Việt Nam như thế nào? Hôm nay quý vị, đám này đã bắt đầu quay trở lại. Và nó muốn gây dựng cái thế lực của nó sau khi nó thấy rằng các cuộc thăm dò cho thấy họ mất quyền sẽ có thể mất quyền đa số ở Quốc hội, mất quyền hành pháp trong cuộc bầu cử sắp tới. Họ dùng đủ mọi cách để mà kích động. Chúng ta phản ứng, nhưng mà cái phản ứng như thế nào thì tùy theo mọi người. Tùy theo mọi người. Lần này quý vị sẽ nhìn thấy được rõ ràng, đây là một cái hành động kích động. Nó có chủ ý đàng hoàng, chứ nó không phải là nó chỉ khơi khơi chọn một cái ngày ngẫu nhiên. Nó chủ ý chọn đúng ngày 30 tháng 4.
ngày mà cộng đồng Việt Nam chúng ta vẫn xem là ngày quốc hận. Ngày chúng ta mất đi cái quyền quản trị của miền Nam Việt Nam. Quý vị, đây là một trong những cái hành động tôi nói rằng là chưa bao giờ tôi thấy được ở trong cái thời gian mà tôi sống tại nước Mỹ. Ít nhất từ xưa tới nay, dù đảng Dân Chủ có và gọi là phóng khoáng cỡ nào, họ cũng giữ mặt mũi cho cộng đồng Việt Nam. Họ cũng giữ được cái tinh thần đứng chung với cộng đồng Việt Nam. Nay thì họ đạp thẳng vào mặt cộng đồng Việt Nam luôn. Đây là thành phần thiên tả đó. Cực tả luôn đó quý vị. Những thành phần này là những thành phần mà đã từng đâm sau lưng chúng ta một lần. Hôm nay họ chuẩn bị đâm sau lưng Do Thái. Và họ sử dụng cái này để kích động. Do đó tại sao ngay từ đầu mà TNB Channel của tôi đã chọn đứng về phía người Do Thái. Đã chọn đứng về phía người Do Thái ủng hộ cho cái cuộc chiến tự vệ của họ. Và quý vị nhìn thấy, bây giờ tôi không biết là trong những ngày sắp tới, cộng đồng chúng ta ở khắp nơi sẽ phải làm gì. Đương nhiên tôi không muốn tổ chức biểu tình, tại vì đó sẽ trúng vào cái bẫy của đảng Dân Chủ. Khi mà chúng ta tổ chức biểu tình phản đối, chúng ta rơi vào cái bẫy của đảng Dân Chủ. Nó muốn kích động biểu tình, rồi từ biểu tình dẫn tới bạo động. Điều mà chúng ta cần làm là áp lực tất cả những dân cử ở địa phương. Và buộc họ phải lên tiếng, buộc họ phải đích thân tới Los Angeles gặp gỡ những kẻ ở tại Los Angeles. Và rút lại cái quyết định này. Nếu như không thì chúng ta phản ứng. Quý vị, nếu mà chúng ta biểu tình thì nó sẽ có một đám phản biểu tình ra. Và trong đám phản biểu tình này, tôi bảo đảm với quý vị có luôn những kẻ gốc Việt luôn. Có luôn những kẻ gốc Việt ở trong đảng Dân Chủ sẽ đi phản biểu tình. Và từ phản biểu tình với biểu tình, nó có thể dẫn tới cuộc xung đột. Và đám truyền thông khuynh tả chỉ chờ điều này, nó làm lớn vụ này ra. Và nó coi rằng đây là cái cuộc gọi là đấu đá trong cộng đồng Việt Nam. Liên quan tới bầu cử. Đây là cách mà họ đang tìm cách gài thế chúng ta. Thì cái vấn đề còn lại là chúng ta phải làm cách nào để mà lên tiếng nói của mình. Gửi thư về Los Angeles, tăng áp lực thông qua những dân cử ở địa phương của mình, ở khắp trên toàn quốc. Quý vị từng ở địa phương, những dân cử liên bang đại diện cho district của quý vị, viết thư cho họ, yêu cầu họ lên tiếng, đưa bản tin này ra, nói đây là cái hành động gọi là rất là rõ ràng. Thì quý vị, tôi cũng đang chóng mắt chờ xem các cái đám thiên tả trong cộng đồng Việt Nam. Từ đài truyền hình SBTN cho tới báo Người Việt, đài Lý Đô Sài Gòn Radio sẽ làm gì khi nó tát thẳng vào mặt cộng đồng của chúng ta bằng cái ngày vinh danh ngày 30 tháng 4 là ngày của Jane Fonda. Tôi đang chờ những công ty truyền thông ở trong cộng đồng Việt Nam đây. Đây là một big deal chứ không phải là một chuyện nhỏ. Và mỗi một năm nó sẽ ăn mừng ngày Jane Fonda Day. 30 tháng 4, trong lúc chúng ta đang tưởng niệm quốc hận, nó sẽ ăn mừng. Và nó lôi luôn con em của chúng ta không biết gì về cuộc chiến này hết, đẻ ra bên Mỹ, để nó ăn mừng. Quý vị, một trong những cái playbook rất tinh vi, xóa dần lịch sử. Xóa dần lịch sử và cái lai lịch của những người tị nạn cộng sản chúng ta. Và những người Việt quốc gia ở ngoài này. Nó muốn xóa luôn cái ID của chúng ta bằng cái ngày Jane Fonda Day. Đây chính là một trong những cái âm mưu thâm độc mà đảng Dân Chủ đang tìm cách. Bởi vì trong thời gian mấy năm gần đây, họ thấy được cộng đồng bắt đầu nghiêng về phía bảo thủ lại. Sau một thời gian bị phân hóa của họ trong cái giai cái gọi là giữa Dân Chủ và Cộng Hòa. Bây giờ thì do cái tình trạng Joe Biden điều hành guồng máy quốc gia một cách tệ hại, nhiều người Mỹ gốc Việt đã bỏ đảng Dân Chủ đi qua đảng Cộng Hòa. Và số lượng này mỗi lúc một đông hơn. Chính điều này nó dẫn tới thì họ tìm cách khiêu khích chúng ta. Và gây ra một cái cuộc xào xáo trong cộng đồng. Bây giờ đã tới lúc chúng ta đứng chung lưng để phản đối chưa? Hay là vẫn tiếp tục gọi là có những cái hành động gọi là ôi chuyện của nó là kệ của nó, không mắc mơ tới mình. Những đài này vẫn dương lá cờ chống cộng mà. Từ SBTN cho tới đài Lý Đô Sài Gòn Radio và
Nhật báo người Việt vẫn giương cờ chống cộng mà. Bây giờ nó tát vào mặt mình, nó lấy cái ngày chúng ta bị mất nước, bị mất cái quyền quản trị của miền Nam Việt Nam, để nó làm cái ngày vinh danh Jane Fonda đó. Nó tát thẳng vào mặt cộng đồng chúng ta đó. Tôi cũng đang chờ xem coi những công ty truyền thông này sẽ phải làm gì khi mà họ chọn đúng ngày 30 tháng 4. Quý vị, đây là hành động có chủ đích chứ không phải là vô tình. Có chủ ý của nó hết. Bao nhiêu ngày không chọn, chọn đúng ngày này. Thì quý vị, họ cố tình mà. Tại vì họ đang muốn phân hóa người Việt ra. Và việc này sẽ gây tới một cuộc tranh cãi lớn. Và nó sẽ đánh giá được sự chụp mũ trong cộng đồng. Đây là cơ hội cho quý vị chứng minh được cái lập trường của quý vị trong mùa tranh cử nè. Những người nào đang tái tranh cử trở lại, những người nào đang tranh cử đây. Đây là cơ hội để cho quý vị trình bày lập trường của mình. Với cộng đồng, bình thường quý vị giương lá cờ chống cộng lên để quý vị lấy phiếu người trong cộng đồng. Để quý vị lấy phiếu của những cử tri người Mỹ gốc Việt ở đây. Bây giờ nó tấn công tới tận nhà mình rồi. Mà tôi vẫn chưa thấy một ông bà nào lên tiếng cả. Không có một cái văn thư chính thức nào từ vai trò của một dân cử gốc Việt cả. Từ ông dân biểu ở tiểu bang Tạ Đức Trí cho tới ông thị trưởng thành phố Westminster Charlie Nguyễn Mạnh Chí, rồi cho tới những ông bà nghị viên các thành phố, rồi các quỹ viên học khu nữa, kể cả bà Janet Nguyễn, thượng nghị sĩ đó. Bây giờ nó tát vào mặt mình bằng cái ngày vinh danh Jane Fonda đây. Quý vị sẽ làm gì với những cái gọi là với những cái hành động gọi là cố tình phân hóa cộng đồng và chia rẽ cộng đồng cũng như gây tổn thương cho cộng đồng Việt Nam của cái hội đồng quản trị của quận Los Angeles đây. Nằm sát ngay bên cộng đồng và ngay trong lòng cộng đồng luôn. Quý vị tự quyết định. Và cái bài nói chuyện ngày hôm nay tôi cho quý vị thấy cái âm mưu thâm độc của những kẻ thiên tả, những kẻ da trắng thiên tả nè, nó đang kích động cộng đồng da màu, nó đang kích động cộng đồng Latino, nó đang kích động cộng đồng gốc Á bằng mọi thủ đoạn khác nhau. Và quý vị, chúng ta đang chứng kiến một cái trò rất dơ bẩn mà cái playbook của họ lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Lần này phong trào phản chiến họ cố tình dựng lại và tạo ra cái phong trào này trước mùa hè năm nay là điều không thể tránh khỏi. Vấn đề làm sao chúng ta dập tắt cái phong trào này, không để nó gây loạn ở nước Mỹ và không để cho nó gây xúc phạm và bí mật cộng đồng của chúng ta. Đây là một cái tát thẳng vào mặt của chúng ta đó. Đây là cái hành động nó xúc phạm trắng trợn, gây tổn thương cho cộng đồng chúng ta đó. Tôi đang chờ xem các vị dân cử và những anh em xưa nay vẫn làm YouTube chung với tôi, tức là có những tiếng nói lên tiếng mạnh lắm. Nhưng tin tức này ra, tôi hy vọng rằng quý vị sẽ nối kết tất cả mọi người ở khắp nơi đồng loạt lên tiếng. Ok quý vị, đó là cái chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay của tôi liên quan tới những cái trò dơ bẩn, những cái playbook của đảng Dân Chủ và nhóm thiên tả đang tìm cách gây dựng lại thế lực của họ và họ sử dụng luôn cả cái việc gọi là xúc phạm, gây tổn thương để gây phẫn nộ trong cộng đồng chúng ta. Liệu chúng ta sẽ phản ứng như thế nào? Chúng ta sẽ phản ứng như thế nào với cái hội đồng quản trị của quận Los Angeles khi mà họ chọn ngày 30 tháng 4 năm nay là cái ngày của Jane Fonda? Và mỗi một năm họ sẽ dùng cái ngày này, họ lấy tên của Jane Fonda để họ ăn mừng, chúc mừng cho bà ta. Phần còn lại là cộng đồng chúng ta phản ứng. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!